không biết là hàng còn gì anh nhỉ? Chết. Nếu mà cởi đi, cởi ốc là chết chết. Ăn ốc là chết chết. Chị lôi lên nửa người phát tôi nhắm mắt rồi luôn. Đây cái hang này là cháu. Đây ăn non nè. Thì về xào tỏi ăn ngon lắm. Chú biết đây có non đâu. Đâu có cháu không? Đây, non xinh lớn luôn nè. Đây mọi người, rau muống này, cực kỳ ngon luôn. Đấy nhiều áo, đây này. Ôi chỗ này đầy này anh Khang. Đây này, đây gọi non này chú Khoa này. Đây này. Hãy đi để em sang bên kia, bọn kia nó bắt ốc đằng kia này anh Khoa ơi. Ờ đấy nó bắt chim rồi đấy. Công ơi. Công. Bắt ốc ở đâu ấy? Được không? Anh em đang hái rau muống. Đang hái rau muống á? Ừ. Ui. Gì? Anh xuống lên mà ngó này. Chuột. Cái gì chứ? Ăn ốc dưa vàng. Không biết đây hang con gì ạ mà có kiểu con gì nó ăn ốc này. Hàng xấu tít trong ạ. Chuột. Chuột ăn ốc dưa vàng á? Phải không? Đây này, ốc được nay vớt được khá khá. Được lửa xong rồi. Được nhiều ốc chưa? Cũng khá khá rồi. Anh em bên kia đang hái rau muống à? Ừ. Anh ơi, phải đang đổ đổ về gần anh em bên kia đây. Dưới này nó cũng vãn vãn. Có đi dồn về này đây. Phải đang đổ đổ dồn về gần này đây. Ở dìa dìa bờ này. Được một vài con. Ơi. Cái gì bên nhỉ? Gì đấy? Cái gì đấy? Có người. Chạy chạy lên xem nào. Chạy chạy lên xem. Đi đây. Đi đây anh ơi. Con cá nó quấy ngay trần. Cá quấy ngay trần á. Ôi giời ơi. Đừng thế mà. Đừng nhiều ốc kìa. Áo. Được ngay cũng... đoạn này nó không biết đó. Nó mỏ nhiều ốc kìa. Chuột này rau muống ngon lắm. Cháu sẽ hai rồi. Cá vừa quay đoạn kia xong cháu thế mày. Tuy nhiên em nghe thấy một cái lên cứ tưởng là cái gì. Gì đâu con cá nó ở ý mà. À con xin chào mọi người ạ. Anh em cũng con định về rồi. Thế nhưng mà lại nhìn thấy cái rau muống với lại cái ốc ở đây to quá mọi người, ngon quá. Rau ngon quá thế lại anh em chúng con lại hái về đã để làm một bữa rau muống xào tỏi ăn cho ngon với lại bắt tranh thủ bắt thêm ốc nữa. Được lưng xong ốc rồi đấy anh Khoa ạ. Ăn được nhiều ốc đấy. Nhiều mạng ốc rồi. Mạn trên đằng này cũng có này. Đây thì em đang đi lên đây. Ở đây thì có rồi. Thì có. Ở kia kiểu nó ở gì. Ôi mi hái dài thế. Dài thế. Cẩn thận đắp hết rau rồi anh nha. Đây này. Đây hái non đấy rồi về đỡ phải nhặt anh Huy ạ. Hái non rồi đỡ phải nhặt. Nhưng mà nó non đấy thì hái dài em chí. Ăn nó giòn, ăn cái đấy nó ngon lắm. Ốc nhồi, ốc nhồi. Cái cuống này nó giòn lắm. Thế á? Em là cái thích ăn non. Non. Cái gì? Con ốc hay sao?
Đâu? Ốc nó đẻ trứng đỏ đỏ đấy. Không phải. Không có, không có. Em nhìn nhầm. Em tưởng con ốc nhìn dưới cây. Cái gì đấy? Chữ này cá, có cá đấy, có cá đấy anh em. Có mà. Đây hàng xưa còn ở dưới này em thấy mấy cái hàng, không biết là hàng còn gì anh nhỉ. Chết chết rồi. Nếu mà cởi ăn cởi ốc này chết chết. Ăn ốc này chết chết. Chúng ơi, chúng ơi, đấy, đấy. Chúng ơi. Cái gì? Cái gì? Con rắn chúng ơi. Chưa con rắn kia. Đằng đâu? Đâu? Con đâu? Đi đây. Chị xem ở đâu? Chị xem ở đâu? Đi tiến lên đây. Đâu? Lên đây nhanh lên, đừng sợ. Đừng. Đâu đâu rắn? Chị chỗ nào? Tao vứt ra đoạn này xong. Vứt ra đoạn này xong. Vâng, vứt ra đoạn này xong. Cái gì? Cầm phải nó à? Cháu tưởng mò ngọ. Cháu tưởng con lươn. Cháu cầm con đuôi. Lôi lên nửa người phát tôi nhắm mắt rồi luôn. Đây cái hang này là cháu móc tay vào đây à? Vâng, cháu mới từ nãy rồi. To không? Nó cũng vứt ra đây thì mất rồi được đâu. Nhưng mà hai ngón tay á. Rắn nói hay là lươn thật. Ừ. Lươn này rắn hay lươn này thì có biết con lươn không? Biết, lươn cháu biết có lạ gì lươn nhưng mà thế là đang mò lươn gì? Vâng, cho nó mò lươn. Tuốt ra ném luôn à? Tuốt ra ném luôn, không lý gì hết. Có bị nó cắn kiếc gì thế nào không? Không, cho nắm đuôi mà. Ui giời. Màu gì? Lui nhìn thấy màu gì không? Đen vàng vàng. Hả? Đen vàng vàng á? Đen vàng vàng. Vâng. Cháu biết. Cái lươn thật rồi. Nó vàng vàng, nó lươn. Không, lươn nó biết mà. Lươn có nhớt thì nó sẽ chắc chắn nó sẽ biết là con lươn. Không có này. Đen vàng hay là đen vàng thôi. Đen vàng thôi. Nong mày ạ. Nong. Cặp nong. Vứt ra đấy rồi. Cháu tưởng con lươn cháu có lên quanh đây thôi. Túm chưa? Có bị cắn không? Chú xem nào. Túm chưa? Tay này ạ. Vâng. Đen vàng vàng mày. Có bị cắn không? Không. Vậy đấy mà dính cắn thì mày chết đấy. Cháu cầm một đuôi cháu lôi ra cháu ném luôn ra đây mà. Móc tay cái đây. Móc tay vào. Khó mất rồi. Chính xác là không bị cắn bị kia gì đâu đúng không? Không gì đúng không? Không. Có cảm thấy bị cắn nhói nhức thì phải nói ngay nhá, thì còn vâng. Cái loại này cắn nguy hiểm lắm đấy. Nguy hiểm đấy. Cắn chết tươi luôn đấy. Chỗ độc nó khó chữa. Đồ nằm ở đây phát, chẳng biết nó trượt đi đâu rồi ấy. Ủa này mọi người, cái hàng sâu to lắm, hàng to lắm. Nhưng mà không mấy đâu nó nhỏ chứ mà chắc là nó nói thật bởi vì là đen vàng. Kiểm tra lại cái hang xem nào. Nó cũng hay ở dưới này mà. Cho anh cái thuốc, vứt gần đây không? Đấy. Vứt gần đây không? Không, nhanh cái đoạn này. Đây cái đoạn này, nhanh đoạn này. Bơi rồi, cái loại này rồi. Vứt ra đấy là mất rồi, không còn nữa. Bơi ghê lắm. Liệu rằng nó lên bờ không nhỉ? Xem không. Em thấy nó. Em ném bắt em vừa chạy vào đây em. Cháu có được bắt lươn bao giờ chưa? Cháu được bắt lươn luôn rồi. Chuẩn. Cháu mới đào hang này chứ. Nhìn thấy con đấy không phải con lươn đúng không? Không. Bờ. Xem nào để xả bớt đất cùng. Chắc là lắm nước trong này thế. Khi cháu mới tưởng có nước cháu mới tưởng đào nước đào bỏ ra nước nó chảy ra. Cháu mới tưởng. Đây anh lấy cái xẻng này cho dễ này. Ấy, ui, ba nhiêu nước đấy. Tại nhỉ, thế này mà mày cũng móc tay được cứng thế này ạ. Sao cháu ấy thuộc mà. Mà nếu mà cặp nông thật là em nghĩ là nó hay đi cả cặp lắm. Ngại dần đấy hay đi cả cặp lắm. Cháu ấy thuộc cháu đào mà. Chả biết cả cặp hay gì nhưng mà. Cháu có đào cho mày bắt nó à. Chắc là thật rồi. Bởi vì nó có biết rắn cặp nông đâu. Ừ. Thế nhỉ. Đi ăn chút vàng rồi chứ. Đào to rồi cho nó chảy hết nước rồi. Thấy gì chưa? Đúng không? Nó đang còn nhiều nước. Ừ. Ôi chà, đây rồi anh ơi. Đâu? Ôi chà, đây. Còn ôi kìa, đây. Ôi kìa, lấy cáp. Đây. Đấy. Ôi, nè. Ôi, gần quá. Này, xa gì không? Ôi dồi ôi, càng to thế nhá. Chà, này mà. Ôi sợ. Ôi, khủng khiếp. Ui đấy, đúng. Cặp nong là nó hay ở những cái bờ như này. Đúng luôn rồi, khả năng là dính một cặp này. Con này to hơn này nhỏ con này. Kìa. Đúng màu như này không? Nhìn kỹ xem phải cái màu này không? Xuống rồi. Ôi, cẩn thận anh. Đúng màu như này gì? Đúng rồi. Bắt lên. Anh ơi, đây. Kẹp luôn lên. Đi ra đi. Cho vào túi ốc. Tránh phương tránh này. Được. Ôi trời. Ui giời. Đúng chưa? Này, chuẩn chưa?
Đúng rồi, bây giờ cháu đến đây cháu thấy cái đuôi bằng vàng ơi. Xong rồi cháu tưởng nói cháu cầm cháu lôi ra mà. Ủa thế thì may cho mày đấy, nó không cắn đấy nhá. Thế là con này chắc là con cái rồi. Đấy, giật kìa. Dân nhá. Nó mà cắn thì mày. Này nguy hiểm lắm đấy. Ôi dạ. Đấy, đầu kìa. Con này khả năng con cái rồi. Ôi dạ. Mà nó dám túm cái rắn này thì nó không biết, nó tưởng là lươn. Em thấy cái đuôi bằng vàng em tưởng lươn em mà. Lôi ra mà. Cắm cả đầu đuôi. Ui ui. Con ôi cái túi nào mình còn cái túi nào đây 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 còn anh về thích đổ ốc và cái lạt này ơi kìa 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 đầu cặp con này là to đấy. Đấy cặp đi giữ đi vùng vằng con này quá. Nhỏ hơn này một tí ui, ui, ui. Con này nhỏ hơn à ui dồi. Này con này bằng hai con cái giống này rồi. nó ấy lắm mọi người ạ. Ôi dạ đấy ôi dạ. Nó thấy chạy, mùi lá cây đấy chạy đây đây bắt đi cho đấy, con cái giống này nguy hiểm lắm chúng mình nó nọc độc của nó động dính nước độc hơn cái rắn hổ mang nhiều đấy. Nào là lấy túi đây cho anh cho vào. Đây anh ạ. Cái gì đấy? Cẩn thận anh nhá. Thôi gì đấy? Cái gì đấy? Cái gì à mà ném một thùng nữa. Còn gì không anh? Xem còn không? Hết rồi á. Nhưng mà sao? Cái này ra bớt một con rồi, còn con này là chắc là con cái ở lại. Thôi cứ quên nước cái cháu tự ra đâu, ra chứ. Như móc ném nó có muốn ra đâu. Ném ra một con rồi, còn một con. Ôi trời nguy hiểm quá. Rắn này nó hay đi theo cặp. May cho mày là nó không bị cắn đây, nó mà cắn cho thì con trong này nữa thì đúng là nó cắn nó đến quá nguy hiểm luôn. Chắc là thằng này nó sờ dính một tí là nó nhúc luôn là nó cầm lôi ra luôn. Cho nắm lôi ra luôn là nó ngoài luôn, kiểu nó đầu nó vẫn ở đang trong, nó chưa kịp ngoái lại ấy. Còn nếu mà thò thẳng tay vào rắn này nó độc hơn rắn hổ mang thì đúng là rắn này nó độc hơn cả rắn hổ mang ấy. Độc hơn nhiều. Nhắm vào con này vẫn còn may đấy. Đấy cái rắn này nó hay ở những cái bờ sình lầy như này mà. Cặp nong này ạ. Có đợt bọn em còn bắt được nó ở dịch về rãnh cống rãnh kiếc mà nó, nhiều lắm. Nó ở những cái đầm sình dạng đầm nước. Đúng rồi. Con kia nó không ngoi lên bờ. Quá nguy hiểm. Kia thấy im tưởng nó cứ hái rau mình chả nhìn lại. Cũng không để ý. Mình cũng hái bên sau, kia. Sau là thấy những cái hang cái hốc chúi to nhá. Như này là có khả năng là bảo là tí về cháu quay về chú cháu bắt được con lươn to. Những hang thì đừng có dùng tay. Đúng rồi. Phải ấy xem đã. Thôi, chứ bây giờ khả năng gộp thì anh dồn ra góc kia đi. Dồn ra góc kia mà hay. Cái góc này nó khéo nó tí nữa nó lại bơi vào bờ giờ. Tí nữa lại vào bờ bây giờ mà. Có khả năng nó vào rồi mình không biết đấy. Chỗ này nó tí là nó vào, lên góc là nó chưa vào đâu. Hái rau đi. Bây giờ mà thấy hang hốc hay là cái gì được phải bảo nhá. Cái này hái thêm ít rau nữa đi. Ờ lên hái rau cho đủ bữa đi. Hái rau cho đủ bữa với ốc nữa. Cho đủ bữa đi. Ờ đấy mọi người ạ, thì bây giờ mọi chuyện là cũng xong rồi. May quá cháu sang cháu không bị nó cắn. Cầm vào thế này chắc là cầm vào đuôi phát là lôi ra luôn là thấy thế là ném luôn. Cũng rất là may luôn. Cái rắn cái giống này là nó gọi là rắn cực độc rồi. Đấy, khá là may mắn rồi. Thì bây giờ anh em chúng con sẽ lên mạn đằng trên để hái rau cho đủ bữa và bắt thêm ốc nữa về để anh em chúng con ăn cải thiện thêm. Mọi người xem video thì cũng ủng hộ cho anh em chúng con ạ. Bây giờ con xin phép được chào tất cả mọi người ạ.